Ekip để có được hạnh phúc thực sự. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi làm thế nào để có được hạnh phúc thực sự. Câu trả lời đó là hãy bắt đầu từ bây giờ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu bản thân mình ở đây thì Nhung nghĩ là có ba thứ, đó là hãy yêu cái thân xác này, hãy yêu cái tâm hồn này và cả cái trí óc của mình. Đa phần phụ nữ chúng ta thì thường có một cái đức tính rất là tuyệt vời, đó là luôn yêu thương và quan tâm những người xung quanh của mình. Đặc biệt là nếu như mà mình đã có gia đình thì sẽ rất là yêu thương gia đình, yêu thương con cái, chăm lo từng ly từng tí một cho mọi người. Và cái điều này thì nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, đôi khi thì chúng ta lại quên mất cái việc là mình yêu thương và chăm sóc cho chính bản thân của mình. Và thường hay đặt cái ưu tiên của bản thân mình xuống hàng thứ hai, đôi khi là hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và mình chỉ lo chăm sóc cho người khác thôi và quên chăm sóc cho bản thân mình. Rồi đến khi một cái thời điểm mình quay ngược lại và mình lại đòi hỏi người khác, mình đòi hỏi mọi người xung quanh là phải trân trọng, phải biết ơn mình vì cái sự hy sinh đó của mình. Và chính cái điều này thì nó lại khiến cho chính bản thân mình đau khổ nhất. Cái người thiệt thòi nhất cũng chính là bản thân mình. Thậm chí đôi khi mình còn áp đặt lên những cái người xung quanh, mình đòi hỏi họ là phải biết ghi nhận cái sự hy sinh và phải biết ơn mình. Và nếu như hiện tại anh chị đang trong cái tình trạng như thế này, thì chúng ta hãy quay về với chính mình và hãy chăm sóc khu vườn tâm trí, cơ thể, tâm hồn của mình để đẹp lên mỗi ngày. Chúng ta hãy chăm sóc và tập trung quay về sống cái cuộc sống của chính mình. Hãy đặt ra cho mình cái câu hỏi quan trọng nhất để thay đổi cuộc đời của mình. Đó là ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn đã có một cái cơ thể khỏe mạnh hay chưa? Ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn đã có một cái tâm trí bình an hay chưa? Ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn có tập trung vào việc phát triển trí tuệ của mình hay chưa? Chúng ta là ai? Cái tầm của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ thu hút những cái cơ hội, những cái con người, những cái giá trị tương xứng với mình. Cho nên, đừng có bám víu hay là phụ thuộc vào bất kỳ một ai, bất kỳ một cái thứ gì, mà hãy biết cách cân bằng và sống một cái cuộc đời ý nghĩa. Và rất là nhiều anh chị trong câu lạc bộ Doanh Nhân Kiến Quốc tối nào cũng tham gia Zoom học tập phát triển bản thân và họ đang thịnh vượng lên mỗi ngày. Và chương trình này thì hoàn toàn không có mất phí. Anh chị muốn tham gia để mà mình đa tăng tài chính hay là quy mô kinh doanh, quy mô đội nhóm, thu hút khách hàng tiềm năng, cải thiện gia đình hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn thì hãy đăng ký hoặc là tương tác với Nhung để được tham gia học tập nhé. Nếu anh chị thấy những chia sẻ của Nhung xứng đáng, nhận được cái sự chú ý từ các anh chị thì mình hãy bấm vào nút theo dõi để nhìn thấy Nhung trong những cái nội dung tiếp theo nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video.